mọi người. Mọi người ơi, hầu hết các bạn ở ở thành phố thì chắc có lẽ là không hoặc là ít khi nào thấy được cái cảnh này đúng không ạ? Đây chính là cảnh đàn mối bay xung quanh cái bóng đèn của cây cột điện ở ngoài đường đó các mọi người. Ở quê mình á, hễ là cứ trời mưa xuống hoặc là bữa nào mà âm u mưa á, thì buổi tối hay có những cảnh này ha. Đàn mối hoặc là đàn kiến nó sẽ bay, kiến cánh á mọi người, nó sẽ bay xung quanh cái bóng đèn á, là do cái bóng đèn sáng á, nó sẽ bay tìm cái ánh sáng và nó bay xung quanh bóng đèn như vậy á. Thì vào những cái mùa này á, thì ở quê rất thường xuyên có cái cảnh mà mối bay vô nhà nha mọi người. Tại vì trong nhà mình á, đèn sáng, mình mở đèn sáng á, còn bên ngoài tối á, thì mối nó sẽ tìm nơi sáng để nó bay vô. Mọi người ở quê hầu hết là ai là cũng đã từng bị cái vấn đề này hết á. Giống như nhà mình hiện tại là mọi người, thì bây giờ thì rất là ít. Tại vì mới đầu thì rất là ít nha. Từ từ là mối nó sẽ tìm vô rất là nhiều luôn. Thằng lằn rất là hảo mối. Cho nên là vào cái mùa này á, hay là vào những cái buổi tối mà có mối vô nhà thì mấy con thằng lằn rất là mừng luôn á. Và mọi người thấy á, mình có cái cùng họ, có hai con cùng họ với thằng lằn, đó là tắc kè, thì nó cũng rất là thích cái món này luôn. Cho nên là chúng nó đang canh me mấy em mối mà đậu vào là đớp liền á. Đó, mối vô nhà mình rồi mấy mọi người ạ. Thì những đàn mối này á, mình đóng cửa cách nào nó cũng chui vô được hết, nó len lỏi vô rất là dễ. Cho nên tại vì hầu hết ở dưới quê á, người ta làm tường, người ta không có làm kính như là ở thành phố mọi người. Và thành phố làm kính để mà gắn máy lạnh, còn quê thì hầu hết người ta ít gắn máy lạnh hoặc là gắn ở trong phòng thôi. Còn những cái bên ngoài người ta đều có cái lỗ thoáng gió, lỗ thông gió thì mối đều vô được nha mọi người. Mình chỉ có một cách mình giảm bớt mối vô nhà là mình tắt hết đèn á, thì mối nó sẽ không tìm vô nữa. Mình thì mình có một cái cách nữa, tại vì trước mình bán buổi đêm á, bán ban đêm thì mình không thể tắt đèn được, cho nên thường mình sẽ giảm bớt cái đèn ngay chỗ mình bán á. Rồi mình sẽ bắt một cái bóng đèn xa xa đó và mình để một cái thao nước như vậy nè, thì mối nó bay đến nó sẽ đậu vào cái thao nước á, vậy nó nằm nó ngay cái bóng đèn đó đó, rồi nó sẽ rớt vào cái thao nước, hoặc là cái con nào vô tình nó đậu xuống á thì nó sẽ vào cái thao nước này, nó không bay ra được. Thì lúc đó thì cái số lượng mối nó sẽ giảm bớt cho nhà mình ha. Còn ở trong nhà mà mọi người muốn là giảm bớt mối thì có thể là mình để một cái thao nước như vậy đó, rồi bỏ cái bóng đèn ở chính giữa. Có thể mình để bóng đèn, cái đèn sạc nó sáng hơn thì mối nó sẽ hấp dẫn mối nhiều hơn. Còn mình đang dùng là đèn cầy. Nói chung là đèn nào cũng được hết á, miễn là xung quanh đều tối hết. Chỉ có một bóng đèn đó thì mối tất nhiên nó sẽ tìm tới bóng đèn đó để nó đậu thôi. Đó là cái cách mà mình thu gom mối lại, mình bớt, mình giảm bớt cái số lượng mà mối nó bay vô nhà mình á, mình gom nó lại một chỗ để mình đi đổ ha. Khi mà nó nhiều rồi, cái thao nước có nhiều mối đậu vào á, mình có thể bưng cái thao nước đó mình đi đổ là xong. Con thằng lằn, con tắc kè thì bây giờ chúng nó no nê rồi, ăn chán rồi. Thôi bây giờ cái thao mối của mình cũng tương đối là nhiều rồi, mọi người thấy không? Nó rất là nhiều luôn á, nó bay vô rất là nhiều, tại vì bây giờ xung quanh tối hết, có bóng đèn này là mối là cứ thấy bóng đèn là lao vào thôi, giống như là người ta nói là con thiêu thân ha. Cái
mùa mưa này là bất tiện cho đó mọi người. Tại vì hầu hết ở dưới quê là lúc một mùa mưa là luôn luôn phải có vài trận mối như vậy. Có khi rất là nhiều luôn á. Cứ vài ngày là có một trận mối vô nhà như vậy. Và cái cách tốt nhất là mình tắt đèn đi ngủ sớm. Bởi vậy ở dưới quê có lẽ là nguyên nhân người ta đi xuồng ngủ sớm cũng vì lý do đó ha. Đèn đi ngủ sớm là mối nết vô thôi. Và tắt phải tắt hết đèn nha. Nếu như mà có một cái bóng đèn nhỏ thì nó cũng tìm đến nữa. Rất là hay, những con mối này rất là hay. Đêm nào mà có mối là sáng ra thôi. Quét mối á thì nó dễ. Nhưng mà những cái cánh mối á nó rất là nhẹ luôn. Và nó bay xung quanh. Khi mà mình quét nó bay tới bay lui rất là bực bội mọi người. Cho nên mình khi mà mình dùng cách này thì nó cũng giảm bớt số lượng mối chứ nó không thể hết được, nó không thể gom hết được tất cả các mối, các con mối là lại đây hết. Cho nên sáng ra mình cũng quét rất là nhiều ha. Nhìn cái cảnh này thì nếu như mà mình có tâm hồn mà thơ thẩn một chút xíu thì mình thấy rất là đẹp đó mọi người. Giống như là pháo bông vậy đó. Rất là nhiều ha. Cây này đây là chỉ là cái bóng đèn trước nhà mình thôi. Còn nguyên một dải đèn, một con đường luôn. Tất cả những cái bóng đèn đều như vậy hết mọi người. Mối nó đều bay xung quanh hết á. Cho nên rất là nhiều. Không biết ở đâu nó ra nữa. Đến đây thì mình xin kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình chúc mọi người luôn vui, luôn khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào mọi người.